Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Di Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video lần này hiện tại đang livestream ở video buổi trưa ngày hôm nay. Thì hôm trước Khải có nói anh em thì Khải đã tìm được 50% của cái món dây chuyền ăn ban rồi. Đó, đó là mảnh 1, mảnh 2 và mảnh 4. Và ở trong tuần đầu tiên thì Khải xịt 4 lần và Khải lên được 3 phát, tính ra Khải đang tìm được tỷ lệ 50-50 thôi. Khải xịt mảnh 3 2 phát, xịt mảnh 4 1 phát và xịt mảnh 6 1 phát nữa. Nói chung là xịt rất nhiều mảnh thở xịt. Và hôm nay thì nói chung còn 3 mảnh cuối cùng và đang có với cái phôi 3 phôi kháng cả trong 1 như thế này. Và Khải mong ngày hôm nay thì chỉ mong một điều là nó lên luôn 3 phát nè, lên luôn 3 phát thành công. Lên luôn 3 mảnh thành công thì Khải sẽ có hoàn thiện một dây chuyền ăn ban. Và cái ộp của dây chuyền ăn ban thì sẽ râm đông, không biết như thế nào. Thì anh em cùng theo dõi video này giúp Khải và cùng đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ cho video này nha anh em ơi. Anh em cùng đi ép đồ cho Khải vui nha. Đây. Anh lầm lúa đang đánh tôm kim à? Không có đâu, chưa em chưa. À, nghiên cứu hai anh em dưới phòng cây đi đánh lệnh bài boss đi, nghiên cứu em gia truyền vòng 1. Hả? Thứ hai có đổi đổi với Long Lan cho Lan. Rồi, đổi cho sửa nữa nha, nha. Còn cái ca cái nè thì ai lấy thì anh đưa. Ok, cố gắng anh em ơi. Còn chỉ được một ca cái thôi. Hiền 1 đi lấy hiền 1 hả? Em lấy đi, em lấy trước cho. Đóng không anh, đóng không? Từ từ để anh gom mấy ăn nhỏ anh cha. Này gom 400 cái nè, 30 cái. Cố gắng lên gia truyền hàng 3 anh em ơi. Hôm nay đến 50% rồi. Cái gì đấy? Hả sao anh ơi? Giờ mình đi ép cái gia truyền đó mà. Có anh em còn điểm xuống kia không anh? Cố gắng lên anh em ơi. Anh còn chưa ăn đây Evan. Em bật like Discord này anh em xem cho vui nè. Xem hấp dẫn nè. Rồi chuẩn bị hết rồi đấy. anh em có xem lần trước thì anh em cũng biết rồi. Ép của nó cũng có tỷ lệ hên xui nè, chứ không phải 100%. Máy 100% thì mình là càng khỏe nè. Tỷ lệ xịt lấm 4 phát rồi. Được, Khải xem lại video trước cho anh em xem. Sao anh ơi? Dạ. Yên tâm rồi. Ngày tí nè em ơi. Trước là ép đây được mấy phôi. Rồi ok vô. Chung là khá là rung mà không sao anh em ơi. Mình có chơi có chịu thôi. Ok, Khải sẽ đi lấy đầu tiên. Khải sẽ đi lấy phẩm chất. nó sẽ yêu cầu là cần một phẩm chất 7 trở lên. Nhưng bây giờ lên thì cái Khải sẽ bỏ trung bình thì Khải sẽ bỏ một cái chuyện kháng cả này, một cái hiền tinh 1 rồi. Từ này Khải tắt ra hiền tinh 1 này. Khải sẽ cần 3 hiền tinh 1 đợi ép 3 gia truyền lên phẩm chất 7 gia truyền kháng, gia truyền phẩm chất 7 này lấy này. Phôi này, hiền tinh 1 này, hiền nghiên khoáng này, một thủy tinh, một phố dương đại. Thì tỷ lệ phẩm chất 7 thì khoảng 80% nha nam. Cố gắng thì cứ 3 giai này, cố gắng 80% là ok. Thì, ok, nói chung tỷ lệ này Khải ép chưa xịt lần nào. Không biết lần này nó có xịt nào không biết được. Không lần 7 là được. Trời ơi, má mới nói xấu thành xấu mẹ anh em ơi. Chưa xịt lần nào mới nói luôn nè. Má buồn quá, xịt rồi. Móc một giây kháng cả, quá buồn. À nhỏ gơ nè em ơi. Hôm trước là Khải ép 4, 5 cục lên hết 5 cục. Hôm nay là xịt, nói chung là chịu rồi. Đen rồi, mới cái ép cái này nó đã xịt là chịu rồi nè em ơi. Mới nói chưa xịt lần nào xịt luôn. Má đúng là Khải nhỏ thiệt luôn nè. Quá nhỏ luôn. Rồi mình bỏ 2 thị tinh đi. Mình một thì quên, mình bỏ 2 phục diện đi. Má chửi hết là xịt luôn nè. Nhỏ vài đấy. Nói chung là xịt một giai rồi, tìm giai khác thôi biết sao giờ. 7 này. Rồi tiếp tục Khải sẽ rút tiếp 2 phục diện này cho chắc kèo. Đồ, hôm trước Khải một phục diện là lên luôn nè. Hôm nay một phục diện là xịt áo vải lên. Chung là quá nhỏ nè. Phôi 8 nữa nè. Lấy hiện 1 nha. Mới nói là làm liền luôn. Má đen thiệt. Không, hiện tinh 1, 2 như nhau thôi nè. Hiện tinh 1, 2 như nhau thôi. Tại vì Khải test rồi. Hiện tinh 1, 2 như nhau thôi. Cả 3 cũng vậy.
7, ok, được 2 món. Được 2 mảnh nha mọi người. Nói chung là cái phôi 6 này coi như bỏ rồi mọi người, tại vì là cái giá trị ăn ban này nó cần kháng cả 7 trở lên. Mà nói chung thì tỷ lệ như Khải nói lúc đầu á, tỷ lệ nó lên phẩm chất 7 với một thủy tinh, một phúc duyên thì tỷ lệ khoảng 70-80% thôi. Thì tính đến bây giờ Khải lên khoảng tầm 10 cục rồi. 10 cục mà xịn một cục này thì tính ra cũng tỷ lệ khoảng tầm 70-80% đây. Nói chung đen thì chịu thôi. Đen chịu thôi. Đúng rồi, lần sau em cố gắng thêm hai bình đại lên rồi nè. Rồi. Đây là cái công đoạn quan trọng nhất mọi người ơi. Khải sẽ đọc hiện tinh 3. Lần này cái giai đoạn này nó mới gọi là một cái giai đoạn khá là tâm huyết cũng như là khá là rung anh em ạ. Lần này Khải sẽ ép mạnh số 5. Lần này Khải sẽ ép mạnh số 5. Như Khải biết thì hôm trước Khải ép thì tỷ lệ mạnh số 5 thì Khải chưa như thế nào. Hiện tại Khải xịt mạnh số 3 2 lần, xịt mạnh số 4 1 lần và đã lên 1 lần. Rồi xịt mạnh số 6. Hiện tại thì Khải sẽ tiếp tục lên tiếp tục mạnh 5 và mạnh 6. Tiếp tục lên mạnh 5 mạnh 6 nha nè. 3 5 6. Ok, chiều nay thì mình sẽ chơi mạnh 3 đầu tiên đi. Mình chơi mạnh 3 đầu tiên. Mình sẽ chơi mạnh 3 đầu tiên. Qua thành đô mà ép. Ok, NT game luôn. Không biết là anh em góp ý có đúng hay sai đây. 3 phôi 6 ép làm 7 đúng không? Đúng rồi. Thì 3 phôi 6 ép làm 7 được, nhưng mà đỡ này đỡ dành thành em. Khi nào có phôi 6 mình tính tiếp. Ok, anh em vừa bảo Khải qua thành đô mà ép thì Khải theo công thức của anh này Khải qua thành đô thì như thế nào nha mọi người. Nói chung là Khải ép và Khải full thì tinh luôn nè. Đây, Khải sẽ cho cái hình thi khó này, full hình phản chúc 7 này. Rồi. Rồi phổ này. Rồi, mạnh 5 này. Rồi, full thì tinh này. Rồi. 3 lục 4 5. Và hiện tinh 3. Đó. Ok chưa? Có thiếu nữa không? À, tính ra cái này một kháng cả thôi nè. Cố gắng cái này mà. Nhiêu tiền? 10 vàng đúng không? Ok. Lên nhầm em cái. Được. Má xịt nè em ơi. Má đen quá. Xịt nữa. Đúng đen luôn em à. Xịt luôn mạnh 5 thôi. Không lên được. Trời ơi đen ghê quá. Rồi. Quá đen. Rồi tiếp tục quay lại thành đô con cá nữa. Quá nhỏ. Hôm trước thì Khải 3 lục 3 la, cái gì 3 lục 4 5 lên hoàn toàn, mà tầm này theo cái vừa rồi là xịt nữa nè. Quá nhỏ. Đúng rồi. Thì tinh một loại ok, lần này Khải sẽ cho thì tinh một loại. Lần này Khải cho thì tinh một loại. Đồ nhỏ gơ luôn nè. Má cho chuyện phôi nó tìm khó rồi. Đúng là xịt, đúng là xịt. Má biết khi nào có đủ xét đăng ban trời. Tại vì cái giá chuyện nó khó lắm nè. Hôm nay ok, Khải sẽ tiếp tục mạnh 3. Anh em bảo là một loại ok. Một loại ok. Má đen gơ gốm. Một loại hiện tại bây giờ chỉ còn một loại lục thôi. Ok, nờ đơ gamber ơi. Một loại hiện tinh 3. Trời ơi. Mạnh nào cũng xịt rồi này. Mạnh 3 xịt 2 lần. Mạnh 4 xịt 1 lần. Mạnh 5 xịt 1 lần. Mạnh 6 xịt 1 lần. Trời ơi, xịt 5 phát rồi mọi người. 5 phát rồi. Phần chất xấu không ép được. Tiến Quang anh, Tiến Quang ơi. Oh yeah. Phần chất cục 3 đã lên. Trời ơi, rớt nước mắt. Rớt nước mắt, trời ơi. Còn 2 vôi kháng tất cả nữa. Rớt nước mắt. Rớt nước mắt anh em ơi. Rồi, còn đúng 2 mạnh 5 và mạnh 6 nữa. Mà giờ hết phôi rồi nè em ơi, giờ biết sao giờ. Hết phôi nè em ơi, lên rồi, lên rồi. Hình quá hay quá, quá hay quá. Full thì tinh cùng loại, ok ok. Khải sẽ nhớ cái công thức này nha mọi người. Full thì tinh cùng loại nha. Không biết sao mà Khải thấy theo công thức Khải lên là Khải sẽ bị tiếp tục, Khải sẽ làm tiếp tục công thức tiếp theo. Tại bây giờ Khải đã được khoảng 70% gia truyền băng này. Ok, công thức ok nha. Double, cảm ơn anh em nhiều nha. Vừa rồi thì Khải ép 3 lần xịt cái phôi phẩm chất xấu cũng như vứt. Má cái này 7 thì mình thở ép được rồi nè. 7 thì mình ép tiếp tục được. Đại 6 không thể nào ép được, tại vì nó cần cái phẩm chất 7 trở lên mới kháng được, mới ép được. Hôm nay còn 2 mạnh cuối. Ra 6 triệu rồi. Rồi nói chung thì bây giờ thì Khải tiếp tục sẽ gom tiếp tục thủy tinh cũng như là phôi kháng cả nhân 1 và tiếp tục lên bát tiếp theo mọi người ơi. Hôm nay thì hết ép được rồi nè em ơi. F3 phát mà xịt mất cái phôi rồi.
lần sau Khải sẽ rút kinh nghiệm, Khải sẽ đưa thêm một phút nhân đại vô cái phôi cho nó dở lên vẫy hơn. Tại vì lúc nãy Khải không có nói là tỷ lệ 80% nè, Khải 10 cái tính là rất một cái, tính là tỷ lệ được 80% rồi. Rồi nói chung vậy thôi anh em, rớt mất hai một cái mà rớt một phôi. Rồi biết sao giờ. Rồi anh em xem video đừng quên để lại Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung thì đây, tại thì Khải đã xém được hai món thiếu lâm, đó là bao tây tứ không. Bao tây này Khải mua 3 mơ. Nói chung thì bao tây nếu mua 3 mơ thì cũng tầm đó, anh em Khải mua 3 mơ 2 đó, 35 kim, 45 47 48 kim. Gần hơn 3 mơ một tí. Đai lưng này Khải mua 30 kim. Thì nói chung hai món này Khải trả giá Khải mua được 5 triệu hai món nè, tương đối 5 triệu hai món. Cho anh em xem lại. Và hôm nay thì Khải đang cố gắng tiếp tục đập cái dây chuyền ăn ban. Thì nói chung thì những cái món khác như là ngọc bội này, nhẫn này, hai nhẫn thì Khải thấy nó rất đơn giản, đẹp ép rất là dở lên luôn, chứ không có khó như gia truyền này. Nên là Khải đang chú tâm thật là chú tâm vào gia truyền này, đợi nó đủ mảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại Khải đang mix hai mảnh này anh em ơi, Khải sẽ cố gắng ép lên hai mảnh nữa. Sau khi đủ gia truyền thì Khải sẽ tiếp tục lên video ép hai cái ép một cái nhẫn thủy, một nhẫn hỏa và một ngọc bội cho anh em xem tiếp theo nha. Hiện tại bây giờ thì muốn ép mà không ép được anh em ơi, cái phôi khăn cả khó quá kìm không ra. Lên một mảnh là mừng rồi anh em ơi. 6 mảnh mới đủ nha Trung Data ơi. Hiện tại một mảnh là mừng rồi, hiện tại thiếu mảnh 5 mảnh 6 nữa, mà thiếu phôi kháng tất cả dòng 1 rất là hiếm nè. Hiện tại bây giờ Khải đang đợi anh em trong bang sang ra, cũng như là Khải sang ra thì Khải sẽ tiếp tục ép cho anh em xem nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho video này một like chia sẻ cho anh em ơi. Chúc anh em một ngày tốt lành và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông theo dõi video Khải nha. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ lên kênh bang dò la cũng như đi mua tiếp tục phôi nếu có, Khải sẽ ép tiếp nha nè. Nếu mà có phôi kháng cả dòng 1 hoặc là cái gì đó Khải sẽ ép tiếp. Đó bây giờ Khải sẽ đi vào shop. Lấy luôn anh em ơi, một kim cho món lấy luôn. Em xịt đầu dài vãi đái luôn. Ôi thằng này thêm phút duyên nữa mày. Má xịt. Rồi mình đường duyên tình hai vô đi. Chỉ có thở, mình nghĩ có thở thêm duyên tình hai nữa đâu, nó phạm chốc auto rồi nè mẹ. Má. Ok, không tiếp. Từ hai vô thở. Rồi khi đường hai nó là không lên thì chết luôn. Hơn anh xui đi. Lấy tiếp tục nè mày. Tiếp tục cuộc hành trình. Tìm hai phôi 5 và 6. Khải mua tiếp tục anh em ơi. Chù ghê. Hello Hồng Hải, Hải Hoàng nha. Hay sao hay hôm rồi không lại. Hay hôm rồi các bạn anh em ơi. Chù ra chín luôn. Lấy kim anh em ơi. Mua luôn. Mới vừa rồi mua ra này một kim nè. Tiếp tục mua tiếp. Trời ơi, kháng cả một. Như chuyện này ớn dữ người ta. Chuyện này nhắc thêm hai thứ tình quá. Đẹp mà đọc. Thêm 4 thì tin. Để hỏi đây. Ôi, rồi ok. Chưa xịt phủ nào luôn hả? Vãi lên. Không, ý nói ép
vào mảnh số 1 đến 6 có xịt phát nào chưa? Ok, mua 30 viên thì tính nha Nam. Đồ tốn kém lắm nè em ơi. Má cái dòng này, má không lên phổi là chết luôn. 30 viên thì tinh 230 một viên, nhân cho 30 6 kim 9. Thối lại mình 100 xu. Đủ auto lên mảnh luôn chờ. Má thứ này ép kiểu đó auto lên mảnh luôn chờ. Vãi ngon vãi. Má đây xịt 5 lần rồi. Phẩm chất 7. Đủ thứ ra ép. Không xịt lần nào luôn chờ. Auto lên luôn vãi lên. Rút 4 thì tinh. Có phúc nhân đại không? Đồ kiểu này chẳng rút 4 thì tinh em ơi. Má kiểu này rút 4 thì tinh không 8 này. 4 thì tinh 4 đại luôn à. Đọc mắt thì tinh. Thôi quay đọc mắt luôn em. Hôm nay mình phải đọc mắt luôn. Mình không chơi tiết kiệm nữa. Với tiết kiệm nhiều quá nó xịt hoài luôn nè. Má kiểu tiết kiệm xịt kinh hồn luôn. Đúng rồi, đang tiếp tục anh em ơi. Khải đang suy nghĩ vấn đề là Khải đập phải cho lên hai mảnh này luôn. Khải full thì tinh luôn, không tiết kiệm nữa. Không cần tiết kiệm nữa. À, tăng đập tăng lên hết luôn nè. Ok. Khải mua 30 viên thì tinh anh em. Ok, cố gắng thành công cái tên này luôn. Ra chuyên hàng bang luôn anh em ơi, không thể tiếc được. Không thể tiếc được. Đồ tính là tăng đập không biết phát nào luôn trời. Vãi đái nhờ. Không biết phôi phổ nào luôn. Vãi thiệt. Không biết phổ nào luôn. Mồm như ta. Đây xịt 5 phát bay gần 40 viên thì tinh. Ok, coi như trải nghiệm. Rút 4, 8, 9. Tại vì cái phôi kháng tất cả là chua rồi Nam. Mà đầu mình đi đọc 5 thị tinh 1, 5 thị tinh 1 đại 1 hiền tinh 1. Hiền tinh 1 thôi à. Đọc 5 thị tinh 5 thì tin gì? Tết thành công thì phần luôn. Thì tin gì cũng được. Tử càng tốt. À ok. 1 thì tin 2 bài ảo lắm. Ô đọc thì tin 1 thôi. Ok. Tử cũng đẹp. Đủ xanh. Thử tăng 1 phát thử lên nha. Ok này. Bây giờ thì rút thì Khải sẽ rút 4 thì tin. Ok, để Khải test 5.6 thành công thì lên dây chuyền luôn. Bỏ hiện tình 3 lên 9 nè. Ok, đã bỏ hiện tình 3 đi. Rồi Khải rút hiện tình 3 đi. Khải chơi ngược lại bí kíp khác này mà. Như anh em nói thì rút hiện tình 3 đi. Ok. Hiện tại thì tin khá nhiều đúng không? Khải gặp bớt này cái. Khải mới mua thêm 30 viên mà nè. Má hôm nay phải cố gắng ra dây chuyền luôn. Cho nó xong video nó cho anh em xem luôn nè em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nè mà. Thiệt đang cuốn lên nè mà. Đang rất là cuốn luôn nè. Rất là cuốn luôn nè. Bao nhiêu nè. Má tăng lên 18. Ngon rồi. Khải mông. Vậy là đủ. Ok. Khải sẽ đi mua hai cái phôi hiện nè. Lúc nãy đọc mà mình mua phôi đã một kia một cái rồi nè. Mà mình đọc cái kiểu theo công thức lúc video trước bách 1 quá. Thì không xịt vắt nào. Mà hôm nay nó là xịt khá là buồn. Không sao. Hôm nay Khải sẽ đọc lại. Hiện tinh rút hiện tinh 3 thử phẩm chất mới. Khải lấy hiện tinh 3 với 4 tinh 2 phút nhân đại. Ok. Cố gắng phẩm chất 9 nha Nam. Cố lên anh em ơi. Ừ ra chuyện luôn. Đau thẳng lắm. Đau thẳng kinh hồn luôn Nam. Rồi ok nè. Khải sẽ test cái dây đầu tiên. Đó là dây... dây 1.
Dây 1, 2, hiện tinh 3, hiện tinh khón, 4 hiện tinh, 2 lam, 2 lục, cho nó không đủ của em à. 2 lam, 2 lục và 2 đại, ok chưa? Đó, như em bảo 2 lam, 2 lục, 2 đại, 4 hiện tinh là được. Đồ thì server hẹn hò chơi hiện tinh 1 thôi em. Hello anh Tuấn Đinh nha. Ừ ghẹ đó vãi xịt 2 cá lên full set rồi. Hiện tại ở đây không à, em đang rút cái phẩm chất của gia truyền ăn ban đó anh ơi. 4 tử thì tinh hả? Thì tinh đâu nhiều mà 4 tử ta. Trước là do phôi kháng cả 3 anh rút 2 thì tinh, nay kháng cả anh rút 1 thì tinh, nó rất xấu là đúng rồi à. Thôi ok, khả cho hiện tinh 3 đi Nam ơi, tinh 3. Ok, lên được nhiều rồi, cố gắng lên 7, 8, 9 rồi Nam. 8, rồi ok, 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 lên 8 rồi, ok rồi. Tiếp tục thêm 1 giây nữa em ơi, không rút thêm 1 giây nữa. Khả chứ tiếp tục đó là một hiện tinh 3 tiếp tục. Đang test, đang lên, đang rảnh, đang rảnh. Ok, chơi hiện tinh 1 hả? Anh Tấn Đinh bảo hiện tinh 1 là được rồi hả? Cắt hiện tinh 2 luôn đi. Chơi hiện tinh 1 được rồi hả anh? Chơi hiện tinh 1 được rồi hả? Ok, em lái tiếp tục nè. Em lái sẽ là hiện tinh 1 đúng không? Hay là bỏ hiện tinh 3 luôn ta? Đó, để em test hiện tinh 3 lúc này nè đi. Tại vì nãy người Tăng nó bảo là rút hiện tinh 1, ép hiện tinh 1 là được rồi. Này thì Khải vô luôn. 25, 26 như cũ. 2 đại. Ê. Giờ này khoảng cho không biết khoảng 89 đâu nè, mà 89 là ok nha mọi người. Để từ Khải đi thành kháng cá đi. Khải mới lên rồi, Khải đi thành kháng cá. Khải cho cũng 4 thị tinh 2 đại đi. Đừng tiết kiệm Khải ơi. Bỏ 4 tử lên 9 nè. Bỏ 4 tử lên 9 nè. Ok, lần này Khải bỏ 4 tử nha. 4 tử đi Khải. Ok ok ok. 4 tử đúng không? Ok luôn. 4 tử thì lên 9 không nè. Nếu mà lên 9 là ok nha. 4 tử. Đồ, tại vì tử nó hiếm quá nè em ơi. Tiếng nào tử đập bên kia là không có tử đập luôn á. Khải nghĩ tử phí quá. Tại vì 4 tử tinh thôi. Đừng rút tinh 3 hả? Ok, giờ Khải rút tinh 1. Cất hết tinh 3 luôn. Em góp ý hay quá. Khải thử nha mọi người. Anh em bảo bỏ tinh 1, 2, 1 được rồi. Tinh 3 bỏ đi. 4 tử auto 9. Đập mới tử mà. Giờ Khải không biết sao. Tại vì tử Khải hiếm quá. Khải không đủ tử nè em ơi. Không đủ tử. Cứ tính hết giá thằng tinh thì tinh mà công bằng thôi. Đúng rồi anh, công bằng thôi. Giờ tầm này mà full tử em, 4 nhân tử em không có tử luôn á. Tí nữa ép thì full tử rồi. Bây giờ là 4 tử thì tí nữa em không có tử để mà chơi luôn á nè. Nên là em công bằng đây. Bây giờ em không biết đường nào luôn á nè em ơi. Đây, cố gắng lên cái phôi phòng chất 8, chất 9 nha nè. Thành công phôi này nữa thì khả đi ép mạnh 5, mạnh 6 nữa. Nếu mà 5, mạnh 6 thành công thì mình sẽ ra chuyện ăn ban nha nè. Ok, tăng thái tử ơi. Cái phòng chất quan trọng đó Khải biết mà, giờ thì không có tử nè em ơi. Tại vì Khải đỡ dành 16 dân tử đỡ Khải đập lần cuối. 2, 4, 6, 8, 9, với trong rương 8 viên nữa là 17 viên. 17 viên là 7, 7, 4, nói chung là được rồi nè. Ok anh ơi. Còn nhất 8, 9 mà em cái 8, 2 cái 8 nè em ơi, 4 tử 2 cái 8. Quên rồi, 4 thì tinh thường 2 cái 8. Rồi ok nè, lần này sẽ full tử nè, full tử thì tinh 1 đúng không mọi người? Thử nghe thử tầng thành thành công thì mình thì có giá truyền ăn ba. Nói chung cái này Khải rớt 5 lần nè, má mất gần 40-50 viên thì tinh tiếp vài đói luôn nè. Nói chung là cũng hơi cây giái một chút. Tại vì mình xịt dữ quá rồi. Nay ông Tăng Thái Tử ông bảo là rút 4 thì tinh thì cho lên phòng chất cao cao cho nó dở lên. Thì 89-89 auto dở lên. Đó. Thì mình cũng test theo Tăng để xem như thế nào đây. Thành công thì mình cảm ơn thôi, biết sao bây giờ. Đại khả năng có 4 mảnh rồi, 1 2 3 mới lên lúc nãy. Rồi mảnh 4 đó. Còn mảnh 5 mảnh 6 này nè. Ok, Khải đi mua 2 cái số 5 số 6 nè em ơi. Cố gắng thành công trong tuần này, Khải có cho chị ăn ban cái nè em ơi. Có gì ăn ban thì những cái món kia ép phát 1 thôi nè. Chỉ cần có thì tinh là lên thôi. Đập hiện tinh 1, 5 thì tử thì tinh. Đúng rồi đúng rồi. Hồi nãy tầng nói 5 tử thì tinh là nhập. 5 tử thì tinh nè nè. Rồi. Đập hiện tinh 1 và 5 tử thì tinh. Cố gắng lên giùm em cái nè em ơi. Đấy, em còn 2 mảnh cuối cùng rồi. Rất là đau thẳng luôn nè. Xem video này nhiều anh em chắc đau thẳng giống Khải. Đây. Đó, hiện tại giờ Khải gom hết trong rương rồi nha. Có số 6, à này có nè. Ok, còn nó nè em ơi. Đợi FK ngập bội.
Ok anh em ơi, tiếp tục mình sẽ vào cái đi thành kháng cái quay lại nha. À 80% rồi, còn 20% là nhân phẩm thôi anh. Ok Đào Hiếu ơi, Thành Đô tiếp tục á. Tăng thì bảo Tương Dương nó hay hơn anh em. Hồi nãy Thành Đô xịt rồi. Hồi nãy Thành Đô xịt rồi, Khải mới quay về Tương Dương, Khải đập lên anh em. Mong sao cái tuần này nó lên nha mọi người. Hiện tinh khoáng 8 này, phố ăn ba Hằng Liên này. Rồi cái mảnh này đỡ chỗ nào Tăng ơi? Mảnh này đỡ chỗ nào Tăng ơi? 100% như 80 gì vậy? Ok như hôm trước Khải đỡ thì đỡ kiểu này. Đó. Biết là có cái gì thay đổi không Tăng ơi? Đó, hôm trước Khải đỡ kiểu này là full thủy tinh, mà Tăng bảo thì 5 thủy tinh thôi. Đó. Ok cho anh em. 100% chứ 80 gì hả anh? Trời anh Tấn Đinh nói sao mà mừng dữ ta. Server này của Duy Khải luôn. Không anh Gia Bơi ơi, server này em chỉ là nhân viên livestream thôi anh ơi. Anh em đang xem livestream đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Biết này ok chưa Tăng ơi? Biết Tăng có xem chưa ta? Đâu cũng được. Ok. Ok, cố gắng em ơi. Mạnh năm. 5 phút mặc niệm bắt đầu. Ok, mạnh năm thành công. Hai, ok, cảm ơn Tăng luôn. Mạnh đầu tiên đã thành công. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục di chuyển thành một cái. Trời ơi, mạnh sống một cái nữa Khải có gì ăn ban em ơi. Quá hay. Viên đá sai rồi. Viên đá sai rồi. Sao lên rồi mà. Viên đá gì ta? Viên đá xấu mà sao sai? Viên đá 5 mà sao sai? Sao sai? Lên 5 rồi mà. Lên 5 rồi mà. Viên đá đầu tiên bên trái thì tinh. Đỡ trên cũng được. À thôi là đỡ rồi. Là đỡ lên rồi 5. Nó cho bữa cho Khải, thằng Khải đỡ gấp đó. Chứ là mảnh em mảnh xấu thôi, 1 đến 4 giờ hơn nữa. Trời, 1 đến 4 giờ hơn hả? Hôm bữa mảnh 3 em rớt 2 lần, mảnh 4 em rớt 1 lần, mảnh 5 em rớt 1 lần, mảnh 6 em rớt 1 lần. Đồ. Hay là do cái kiểu dạng như là phẩm chất của cái phôi mình rút ra nó thấp quá nó rớt nè. Ok, cố gắng mảnh 6 nữa thành công nữa thì đi có cho chuyện ăn ban nha nè. Cố gắng video này thành công luôn mọi người ơi. Nói chung thì Khải cũng đang rất là sôi lòng cũng như là chờ đợi giống như Nam. Nói chung là cũng cảm ơn anh em đã cho công thức. Thì mình cũng cố gắng theo Nam. Cố gắng nha Nam ơi. Đây, ở hiện khoảng 8 phố Hằng Liên, mảnh số 6. Khải sẽ cho tử tinh bao quanh mảnh. Cố gắng lên mảnh này nữa Khải đi lượm cho chị ăn ba Nam ơi. Anh em cố gắng ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi Nam ơi. Nói chung thì nhiều anh em bảo thì 80% đến 100% lên rồi, còn lại chờ đợi nhân phẩm thôi. Trời ơi, xịt rồi, buồn gơ gốm anh em ơi. Má mình đen quá anh em à. Thôi tiếp tục anh em ơi, biết sao. Xịt nữa anh em ơi. Cứ một lên xịt. Chua quá anh em, hơn là còn thủy tinh nha. Ok, còn thủy tinh tiếp tục chơi tiếp nha mọi người. Còn thủy tinh, tiếp tục chơi tiếp. Khó lắm anh em ơi, khó gơ gốm luôn nè. Trời ơi, nãy giờ ép 4 phát anh em. Lên được 2 phát, xịt 2 phát. Một mảnh cuối cùng. Khả thì mua thêm ra thì một dây chuyền kháng cả dòng 1 anh em ơi. Đó, xịt nữa, buồn quá anh em ơi. Không hiểu sao luôn em, mình đếm đúng nhỏ luôn nè. Trời ơi, cây thiệt luôn, em tội thật luôn. Một lần ép thì tính ra khoảng 10 viên thủy tinh, thì 10 viên thủy tinh nó dao động khoảng tầm dưới phôi một kim nữa thì dao động khoảng tầm một lần xịt thì Khải mất khoảng tầm hơn 300k nè. Một lần xịt thì tính chung là hiện tại Khải xịt đã 6 lần rồi. Tính ra là bay 6 lần thì bay hết hơn 1 triệu hơn rồi nè, hơn 1 triệu rưỡi rồi. Quá nhỏ. Quá nhỏ. Hơn xịt cái giá trị này hơn 1 triệu rưỡi rồi. Xịt giá trị này hơn 1 triệu rưỡi rồi. Đen vãi. Xịt cho chiên hơn 1 triệu rưỡi anh em, xịt 6 lần rồi. Rất xấu phát rồi. Chưa gì đã mất hơn 1 triệu rưỡi rồi. Nhỏ vãi đấy. Thôi tiếp tục anh em ơi, chịu thôi biết sao giờ. Nhỏ quá, đúng là Khải nhỏ anh em, đúng nhỏ luôn anh em ơi. Ép sao mình cao cao quá. Ủng hộ anh em nào. Giờ mình biết sao giờ. Full thủy tinh hết đi. Trời ơi, full thủy tinh tiếc dữ ta. Full thủy tinh tiếc lắm luôn nè. Tại vì công thức này full rồi. Thôi, lần sau chắc mình chơi full em à. Má mình càng ngày mình cảm giác cái công thức 100% cũng nhiều anh em cũng góp ý, nhưng mà mình không ra được 100% anh em ơi. Thôi, lần này Khả sẽ 4 thủy tinh, 4 viên đại, và cái lúc ép Khả sẽ ép full tử rồi nè. Chứ Khả cảm giác chán quá. Ép này ép mạnh xấu trước tỷ lệ cao hơn, không làm cho chính nhị nghỉ game.
À, khó gờ gốm. Ép lên 9 luôn, tốn là tốn rồi. Mạnh 5 ép cuối, mạnh 5 khả lên rồi nè. Đừng dùng hiện tinh 3 nữa, nãy hiện tinh 1 thôi, nãy hiện tinh 1 thôi nè. Ép lên ao ạc qua lại, ép lên ao ạc qua lại. Ok, chắc em ao ạc vô lại cái này, buồn quá. À, lần này không lên thì chắc nghỉ luôn, thiệt luôn. Giờ mình theo công thức NR game này. 1 hiện tinh 3, 2 lam 3 lục, 2 viên đại. Rồi, em sẽ theo anh, theo anh lần này thì phần chung chính không? Tại vì em cũng theo những anh em rồi, thì mỗi người một cách, em sẽ theo tiếp tục này. Rút này. Rút này. Anh NR game là bảo rút hiện tinh 3 nè. Thôi ok, lần này Khả sẽ nghe anh NR game đi. Hiện tinh 3, 25, 3 lục. 25 này, em theo anh này. Em theo anh cái tool này thử như thế nào đây. Ok, 25, 3 lục, 3 đại đúng không? 2 phú dương đại á. Đưa rồi hiện tinh 3, được rồi. Ok, được Khả đổi ống hình em ơi. À, nhiều khi nhỏ quá. Nhiều anh em góp ý mà mình nói chung là mình chẳng suy nghĩ được cái vấn đề nào nè em ơi. Đã đây là Khả đoán hình em ơi, mới vô game. Đúng nhỏ luôn. Rồi. Mất một bánh với tuổi mình cắn rồi anh em. Hiện tinh 1 thôi. Rồi ok này anh em ơi. Theo bản năng đi Khải. Đúng rồi. Trung phẩm cho chính là ngon rồi đúng không? Làm phép hả em? Đúng rồi, em vừa làm phép mà nè. Nhiều anh em bảo bỏ hiện tinh 1 là được rồi. Đủ dân thôi, bỏ hiện tinh 1 thôi. Nghe anh em đi. Em sẽ rút 4 và đọc full hiện tinh. Ok chưa? Lắm thầy nhiều ma. Nói chung thì cái mọi góp ý của anh em thì Khải cảm ơn nha anh em. Và bây giờ thì Khải theo bản năng nha. Như hôm trước Khải có đợi ý thì Khải 4 hiện tinh đọc full đại. Qua 4 hiện tinh đọc full hiện tinh. Đó, 4 hiện tinh đập full hiện tinh nha anh em. À, nhỏ thiệt. 4 hiện tinh đập full hiện tinh. Rồi. 4 hiện tinh đập full hiện tinh. Đây, lấy nè. Giờ đi lấy cái hiện 1 à. Chuyển quạt nhỏ thuộc tính rồi. Em thấy ạc lớn một ép lên mà anh. Hôm qua ạc thằng em một ép lên nè. Tăng thứ tử mới ép lên mà. Ạc chính mà ép lên bình thường mà. Tăng lớn, tăng không mít phát nào luôn nè. Tăng không biết phát nào luôn nè. Áo dưới ta. Cho 4 thị tinh thôi. Ok. Hey, lung linh là lên luôn. Lên luôn em ơi. Anh em đang xem cho Khải một like em ơi. Cố gắng lên dùm Khải tuần này em ơi. Khải ra cho chuyện bàn luôn em ơi. Ok, có 6 rồi vô đánh được. Đây. Có 6 rồi không lái nữa. Một loại thị tinh thôi. Đừng bỏ lục. Đừng bỏ lục, ok anh em. Lúc nãy em cũng bỏ tử thị tinh mà. Hồi lần này em bỏ full thị tinh nha anh em. Lần này nói chung thì em bỏ full tử thị tinh. Em quyết định rồi, theo công thức của em luôn. Lần này em sẽ hiện tinh 1 và 2 thị tinh như lúc đầu, 4 thị tinh như lúc đầu. Và em sẽ 4 đại. Em cố gắng lên phòng chức 8-9 nha ngay. Rồi. Cái rút còn trống nó quan trọng hơn. Do Ader đang xem đó anh nè. Không biết được anh em ơi. Đủ lên em cái em ép gia truyền chưa hết mà xịt. Trời, còn chắc 8 rồi anh em ơi. 90 ép cơ nhớ bạn. Biết rút 90 nhưng mà rút không nổi anh em ơi. Được. Thôi, Khả đập thằng tên 3 lên em. Theo bản năng Khả nha mọi người. Theo bản năng Khả nha anh em. Theo bản năng Khả nha anh em ơi. À, nhỏ quá. Rớt quá trời luôn nè. Một lần ép biết nhiêu tiền luôn nè mà cứ xịt. Ừ, 7-8 rồi hết rồi mà không lên nổi. Ok nè. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nè. Khánh đi mua cái phôi liền nè. Ừ, rớt đủ 2 giày luôn chứ. Tiền này rớt tầm đủ 2 giày luôn nè. Đủ xanh. Nó rớt 6 lần là tính ra hơn 1 triệu mấy rồi. Đến đâu. Hiện tinh 1 thôi em, phun tử đi, mạnh cuối cùng rồi. Ok anh ơi, ok em nghe anh tính định phạt cuối. Em định chơi theo bản năng của em hiện tinh 3. Tại vì hiện tinh 3 giá server cũng cao lắm anh. Nó mắc gấp mấy lần tinh 1 á. Hiện tinh 1 áo hướng tinh bên 3 đó. Đau đầu quá anh em ơi. Thôi ok này, Khải theo bản năng Khải này. Khải sẽ chơi hiện tinh 3.
tại vì là Diện Tinh 3 ban Khải cũng ép được full dây một full một bộ rồi. Rồi ok, Khải sẽ chơi Diện Tinh 3 anh em, nãy Khải sẽ nghỉ rồi. Còn chương 8 này, mảnh này, cứ một mảnh này là gần một kim á anh em, một lần ép gần 300k anh em, ít đâu anh em. Rồi mảnh xấu này, full thị tinh này. À, cái này lên giùm em cái đi nè, nói chung xịt quá trời. Đúng rồi, tiền nào của nó anh em, Diện Tinh 3 sẽ phải em cao lắm, không phải như những sẽ vượt khác đâu anh em. Nhiều anh em bảo Diện Tinh 1 cũng lên nhưng mà thôi, em có Diện Tinh 3, đúng chưa anh em? Hây, ôi ok rồi anh em ơi, trời ơi, nhỏ quá anh em ơi, Khải xịt 6 lần rồi. Nói chung là ra chuyện 3 anh em ơi, chung là thiệt là Khải làm một cái content hay cái gì đó thì nói chung là Khải đầu tư rất nhiều, vừa trải nghiệm này, vừa là một trải nghiệm này, cũng như là vừa là góp ý theo những anh em. Và nói chung thì nhiều cái góp ý của anh em nhiều khi cũng có cái đúng, nhiều khi cũng có cái sai, mà tỷ lệ thì nói chung là nhiều anh em bảo là 100% hoặc 90%, nhưng mà theo Khải trải nghiệm của anh em nha, thì tỷ lệ của mỗi người á thì Khải nghĩ rằng 70-80%, còn tùy vào 20% là còn nhân phẩm thôi nè, chứ đỡ mà bảo 100%. Từ những server khác anh em áp đặt vào server này thì Khải nghĩ nó cũng rất là khó, đúng không anh em? Rất là khó, tại vì mỗi server nó mỗi khác, mỗi server mỗi adder, rồi cũng như là adder họ có thể tăng tỷ lệ hay giảm tỷ lệ, mỗi server nó mỗi khác nè. Và ok anh em ơi, ok bây giờ thì cố gắng đi soi cho chuyện ông bang. Hiện tại thì may mắn này, để coi thì hiện tại là hết quá tửu rồi. Khải sẽ đi cố gắng gia truyền 18, 19, 20 thì ok. Còn dưới hơn thì đen quá chịu anh em ơi, giờ Khải không biết cách sao nữa anh em ơi. Ok bây giờ Khải sẽ đi lá truyền bang, mong sao ra truyền 20 anh em ơi. 20 thì nó có thể bù lại những cái gì mình bị mất mát nè, có thể bù ra được cái gì mình mất mát nè. Cho thiệt anh em là Khải ép là xịt 6 lần, anh em tương đối một lần 300k, 6 lần là bao nhiêu, 6 lần là 1.800.000 rồi anh em, cứ nghĩ đi, thấy chưa? Ok, đây là giây phút hồi hộp nhất của anh em cũng như Khải. Anh em chờ Khải một chút nha anh em, Khải một chút nha. Ok, Khải mới xong, Khải bạn gái anh em ơi. Rồi, ok, nói chung thì nãy giờ cũng tham khảo rồi. Bây giờ Khải sẽ tiếp tục video cho anh em xem. Và bây giờ Khải sẽ đặt thiệt nha anh em. Nãy giờ may mắn Khải cắn rồi đúng chưa? Tất cả may mắn này nọ Khải cắn hết rồi. Khải nhảy thành cái, Khải quay lại. Đó, mới out game anh em ơi. Rồi, là thần bí thời rè. Để xem thời gian bao nhiêu nè. Nói chung là xong giai đoạn băng này thì Khải sẽ tiếp tục thì gom nguyên liệu cũng như là hiện tinh thị tinh. Và Khải sẽ tiếp tục lên cho đủ set ăn băng nha em ơi. Thì mình cứ biết công thức nào thì mình theo thôi anh em. Bây giờ họ đã thành công rồi mà, họ đã thành công giai 20 mà anh em, đúng không? Mình ngại gì mình không gặp công thức anh em. Đó. 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 Ok, xéo mạnh nha anh em. Rồi, chuyện ăn ban. Ok anh em ơi, đây. Trước khi soi đồ thì, trước khi xem cho gì ăn ban thì bỏ cho đường cái. Chết mày. Trời, 15 luôn. Má thiệt luôn anh em, má thiệt luôn, nhỏ thiệt sự anh em ơi. Thôi chịu rồi, hên xui cả anh em ơi. Má đen. Trung Khải đúng đen luôn anh em. Số nhỏ và ánh liền. Đang định cho anh em xem mà thôi. Số nhỏ và ánh liền. Má thực ra dây 19 rồi 18 nè. Chung là thôi, số mình quá đen rồi. Trời ơi, thua. Đúng là Khải nhỏ đi, suốt cuộc đời luôn em. Đồ cái gì cũng đen, cái gì cũng đen thiệt luôn. Đen từ đầu đến cuối, không thể nào bằng được người khác được. Thôi công với thức tôn anh em à. Chịu luôn anh em à. Trời ơi thiệt luôn nè, má thiệt hôm nay mình quá đen nè, vãi liền luôn nè. Nói chung là một cái đó, chung là Khải đã nhỏ thì Khải đi đâu vẫn nhỏ anh em ơi. Á à, chùm mình luôn em ơi. À, trời ơi Khải nhỏ thiệt anh em luôn, đồ chất thiệt luôn em, cười ý luôn. Trời ơi má ra 15 triệu luôn em. Má thôi chịu rồi. Má cái này thì ép lại mớ tiền nữa, chung 1 triệu luôn em ơi. Rã là ép lại á, hiện tại chưa cho rã nờ đâu ơi. Nhỏ đúng nhỏ luôn em, không biết nói gì luôn em.
Trời ơi, đen vãi đái luôn. Hello tôn nữ Nam Phương nha. Không có trả thức. Trời ơi, nhỏ quá Nam ơi. Trời ơi, chịu rồi. Hiện tại server chưa cho ép lại Nam ơi. À, đúng nhỏ rồi Nam ơi. Đúng nhỏ rồi Nam ơi. Chưa cho rã Nam ơi. Tại vì này, ta muốn ép mạnh này. Ta chỉ xem cho biết thôi. Chưa cho rã nha Nam. Nói chung là sau này cho rã thì Khải sẽ rã ép lại Nam ơi. Nói chung là sau này nếu mà cho rã thì sẽ rã ra mất khoảng tầm 2 đến 5 kim rồi sẽ ép lại thôi nè. Rã từ 2 đến 5 kim thì nói chung lúc đó thì mình có thể rã ra lại bình thường thôi. Nói chung thì clip này á thì vừa làm hài hài hướng cho anh em xem cho vui. Và nói chung là Khải biết là ở server này là sau này có rã ra có thể ép lại được bình thường anh em. Thì mình có thể bỏ ra từ 2 đến 5 kim để có thể là ta muốn rã là sống mạnh Khải sẽ ép lại từ đầu nha anh em. Đó. Phí số năm gì anh? Cái này tính ra của em gần 3 triệu anh ơi. Đúng rồi, nó làm đúng trò ra 15 má bó tay. À, đèn vải đái. Nãy mình cũng có nói rồi, nếu như mà mình chỉ mong ra 18 19 20 thôi là gọi là tầm cao cao rồi, đẹp rồi. Mà ra này quá min nè. Sau này thì nói chung mà ra cái có ra cái chế độ mà mình rã phôi, rã mạnh đó nè, rã mạnh đó nè thì nói chung chỉ tốn từ 2 đến 5 kim thôi nè. Thì Khải sẽ đầu tư rã ra. Thì nói chung cái tiền rã nó không bao nhiêu. Thì rã so với 5 kim thì khoảng 300k thôi nè. Thì sau này mình có thể rã ra rồi mình ép lại như nào. Thiệt anh em hại não thiệt luôn nè. Đen xem anh Khải lâu rồi mà vẫn đen như trước, đúng rồi. Không thể nào mà gọi là mình may mắn luôn nè. Dây 15 khó thế mà anh cũng làm được hả? Thiệt luôn nè. À, nhỏ thiệt sự. Ok. Bây giờ thì Khải sẽ kết thúc video này và Khải sẽ tiếp tục đi ép nhẫn ăn ban nha mọi người. Khải sẽ đi ép nhẫn ăn ban nha. Sau set đồ em thử ok anh ơi. Ok anh em ơi. Đây anh em. Bao tay này Khải vừa mua 3.2 triệu. Đó. Bao tay này Khải vừa mua 3.2 triệu. Đây. Tiếp tục là đai lưng này Khải mua 2 triệu nha anh em. Hai món này Khải mua tương đương hơn 5 triệu một chút. Đó. Hôm trước thì cũng có ông anh bảo mua bao tay thì ông donate cho một nửa tiền. Thì anh Thọ Phước biết online chưa. Khi nào online thì chắc anh cũng đem nó Khải thôi. Ok anh em ơi. Server này hiện tại chưa có Chunata ơi. Đi mua tầm này không ai bán là mua đâu em ơi. Mà tính ra gia truyền này mình ép hơn 3 triệu rồi. Đúng gia truyền này, đúng một gia truyền này bay gần 3 triệu. Xịt 6 lần và lên 6 lần. Nói chung là tổng ép như anh em cũng đã biết thì Khải xịt 6 lần đúng không. Khải xịt 6 lần và lên 6 lần thì tổng cộng là 12 lần. Và mỗi lần vị trí tốn khoảng 300.000 Việt đồng. Thì Khải bay đúng 3 triệu 6 gia truyền. Đó anh em thấy chưa. Anh em thấy chưa. Xịt 6 lần này. Khải đếm anh em xem là xịt mảnh 3 2 lần. Mảnh 4 1 lần. Mạnh 5 2 lần. Mạnh 6 1 lần là tính là Khải xịt 6 lần. Hiện tại đủ set ăn ban mới kích được nha anh em. Hiện tại bây giờ Khải sẽ tiếp tục đi ép nhẫn ăn ban cho anh em xem nha. Tại nhẫn ăn ban thì Khải sẽ đi tìm foil và ép cho anh em xem nhẫn ăn ban. Hiện tại bây giờ thì thủy tinh thì Khải sẽ mua thêm. Trong video này, trong ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục lên món ăn ban tiếp theo. Đó. Anh em xem video này đừng quên để lại Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục đi ép tiếp tục những món ăn ban còn lại cho anh em xem. Và bây giờ Khải sẽ mua thủy tinh tiếp tục nha anh em. Đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Ok.